Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Emo của mình. Thì trong video các bạn, mình sẽ tập hợp nhiều cái thông tin thú vị và đặc biệt về Bi và các dự án khác cho các bạn nha. Ở trên cái kênh Lý Việt Emo Official các bạn nha. Official nè. Đó thì mình sẽ cập nhật rất là nhiều thông tin ở trên cái kênh này. Kênh này kênh Telegram các bạn nha. Đây là đường link nè. Đó, để cho các bạn theo dõi cho nó dễ nha. Bởi vì mình sẽ tìm kiếm rất là nhiều thông tin ở trên Facebook rồi mình tập hợp ở đây để cho các bạn dễ dàng theo dõi nha. Cho nên là hãy join vào kênh này. Và kênh này thì chúng ta không thể chat được các bạn. Chỉ là kênh để chúng ta nhận thông tin thôi nha. Bởi vì không có nơi nào mà nhận cho nó cụ thể. Cho nên là mình mới làm cái kênh này ha. Hiện bây giờ có 130 người đang theo dõi các bạn nha. Đó thì cái đường link mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên. Các bạn hãy bấm vào đó và cho đây để nhận tin tức các bạn nha. Rất là nhiều thông tin thú vị về Bi. Và từ đây trở về sau á, nó còn nhiều thông tin thú vị hơn nữa. Cho nên là mình phải tập hợp vào một chỗ các bạn ha. Mình lướt các nhóm Facebook rồi những cái thông tin nhiều người ở nước ngoài Twitter là mình sẽ up lên đây ha, để cho các bạn theo dõi nha. Cho nên là các bạn mà không có cho vào thì các bạn mất tin tức, các bạn không hiểu gì hết thì các bạn bỏ thôi. Cái đó là do các bạn thôi. Có làm thì mới có ăn các bạn. Thì cái này muốn làm được thì phải cho vô cái nhóm. Cái này cái kênh nha. Cho vô cái kênh để chúng ta theo dõi thông tin. Rồi. Thì mình cũng đã tập hợp một số thông tin nè. Bạn nào biết rồi thì thôi. Còn chưa biết thì chúng ta hãy tham khảo nha. Thì đây là cái biểu đồ các bạn. Cái biểu đồ này. Đó là tổng hợp cái gì? Chúng ta xem. Tài khoản mà BicoTeam mới cập nhật vào Mainnet. Lượng tài khoản mới đang tăng chóng mặt. Tài khoản từ 100 đến 1.000 bi. Chiếm 13%. Tài khoản 1.000 bi đến 100.000 bi. Ha, chắc chắn là tỷ phú rồi. Thì cái đó mình sẽ xem nè. Bây giờ mình sẽ phóng bự lên cho các bạn xem nha. Thì cái màu xanh này các bạn, tức là những người đăng ký mới nhỏ hơn 10 bi ha. Tức là những tài khoản nào mà nhỏ hơn 10 bi thì cái màu xanh đậm đó nó chiếm là tới 72,7% các bạn nha. Còn cái tài khoản mà từ 10 bi cho đến 100 bi á thì là cái màu xám này là chiếm 12% nè. Rồi. Cái 100 bi cho đến 1.000 bi là chiếm 13,8% các bạn là cái này. Ha. Và cái 10.000 bi cho đến 100.000 bi là cái không thấy luôn các bạn. Không thấy luôn. Không thấy luôn nha. Để thao mờ không thấy luôn các bạn. Ha. Còn ai mà từ 100.000 bi trở lên thì quá ok luôn các bạn. Ha. Rất ok luôn á. Cho nên là đây là cái biểu đồ thì các bạn nhìn vào đây các bạn cho biết các bạn là ở cái khu nào. Được chưa? Các bạn xem số bi của các bạn là các bạn xem là bi vàng các bạn nha, không cần uy tím đâu, bi vàng. Thì các bạn sẽ biết là bạn ở khu vực nào liền ha. Rồi tiếp theo. Một thông tin cực kỳ quan trọng các bạn chính là mua hàng thành công sản phẩm là iPhone 14 128GB các bạn ở trên Bi trên Mall nha. Chúng ta xem nè. Sản phẩm này được mua tại trang thương mại điện tử Bi Chain Mall của gian hàng Trung Quốc với 800 bi cho một chiếc điện thoại iPhone 14 128GB. Video dưới hình bình luận và video box ở cái video thì mình quên để rồi các bạn ha, thông cảm nha. Chúng ta có thể xem hình. Đây là đơn hàng của nó nha các bạn nha. iPhone 14 128GB là 800 bi ha. Đó, chiếc điện thoại này đập hộp rồi các bạn. Mình quên để video mất rồi, không sao, các bạn coi hình cũng được. Đó, dung lượng là 128GB nè các bạn nè, thấy chưa? Đó, tuyệt vời chưa? Đó, đây là cái tem gửi về nè, cái đơn hàng đó các bạn, cái mà người ta dán lên cái hộp á, gửi về đó. Đó. Ha. Đây, hộp đây ha. Thấy tuyệt vời cho các bạn ha. Nhưng mà đều bây giờ là giá 800GB nha. 800GB là tương đương với lại cũng khoảng 20-30 triệu gì cái iPhone này. Rồi. Tiếp theo. Hao các bạn thấy không? Mình tập hợp những cái sản phẩm những cái bài viết như thế này ở trên một cái kênh như thế này á, rất là tuyệt vời, các bạn sẽ xem một chỗ thôi là các bạn biết hết. Được chưa? Không phải lằng nhằng. Rồi, tiếp theo là Bi33 các bạn. Bi33 Bimap sắp ra mắt, hiện tại hơn 90% công việc phát triển đã được hoàn thành. Tôi không biết liệu nó có giới hạn ở Hàn Quốc hay không, hy vọng ứng dụng có thể được sử dụng trên toàn thế giới. Hiện giờ cái ứng dụng này nó trên
trên của Hàn Quốc các bạn nha. Rồi thì khi nào mà nó có phát triển nữa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn. Cho nên là các bạn không cần phải lo lắng ha. Bmap nó giống như các bạn có bộ bi các bạn. Bản đồ mà chúng ta biết cho chỗ nào là sử dụng bi gì đó. Ha. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, các bạn theo dõi thông tin là được. Rồi tiếp theo. Rồi. Tiếp theo là thông tin là hiện bây giờ á, cái trang BSC News này. Cái trang này bây giờ BI rất là mạnh các bạn. BI cho bi rất là mạnh nha. Chúng ta xem là tâm lý chế độ xây dựng đang thúc đẩy bi network. Hãy đến xem những dự án hàng đầu nào đang được xây dựng để thúc đẩy việc ra mắt mạng chính sắp tới. Đó. Và trích bi vào. Thấy không? Tát bi vào. Rất là tuyệt vời các bạn. Nói chung là bây giờ BSC News thiếu bi như thiếu cơm. Ha. Đó. Lúc nào cũng đăng bài bi các bạn. Rồi tiếp theo. Cái này hay nè các bạn. Cái này hay. Cái này là một cái khách sạn ở Đà Lạt các bạn nha. Đồng Thuận Bi hiện tại ở Đà Lạt nha. Cộng đồng Bioner gặp anh Khoa đích thân là một người tiên phong có tâm và đủ tầm. Là 0.00012 bi một đêm. Mr. Khoa để các bạn liên hệ có thể đi du lịch ở Đà Lạt mà các bạn có thể mướn phòng mà sử dụng bằng bi á, thì các bạn có thể liên hệ anh Khoa. Số điện thoại là 0387835780 tại khách sạn Thúy Tân, Thúy Trân các bạn. 50% là tiền tiền mặt cộng với lại 50% là bi ha. Đó thì các bạn có thể xem cái thông tin này, hotel Thúy Trân các bạn nha. Thúy Trân. Địa chỉ nè các bạn. 32 gì nè. Mờ quá. Đó thì các bạn có thể tham khảo nha, có số điện thoại các bạn có thể hỏi lại một cách rõ ràng. Quá tuyệt vời đúng không các bạn? Đó. Những bạn beginner này đi nè. Đó. 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 Những bạn này đi các bạn khoe ha. Rồi tiếp theo, một thông tin tuyệt vời nữa đó chính là B2Go các bạn. B2Go là du lịch khắp thế giới nha. Rồi sẽ đi du lịch khắp thế giới bằng những đồng bi rác, nước mưa và cước chim. Đó, tuyệt vời chưa? Nước mưa và cước chim mà các bạn đào từ 3 năm nay đó. Thì sau này các bạn có thể dùng đi du lịch ha, B2Go Manet nha. B2Go này đang chuẩn bị mở cho các bạn sử dụng 100% bằng bi khi các bạn đi du lịch các bạn. Mà không những là đi du lịch ở Philippines đâu, mà toàn thế giới đó các bạn. Ha. Và nó sẽ mở vào ngày 7 tháng 12 năm 2022 các bạn nè. Ha, các bạn để ý cái thông tin nè. Ha. Vào ngày thứ tư 7 tháng 12 năm 2022. Thì bắt đầu nó sẽ cho sử dụng cái việc là đồng thuận 100% bi nha. Và bạn có thể tham khảo khi em ở website nè. bitugo.app nha. Email là cảnh sát@bitugo.app. Đó. Rất là rõ thông tin nha các bạn nha. Rồi tiếp theo có một thông tin quan trọng nữa các bạn, đó chính là cái Bitrix. Ha. Cái Bitrix này nó có cái Bitrix giả mạo nữa các bạn ha. Chúng ta hãy xem nè. Bitrix này là Rio là thật nè. Rio là thật, tức là Bitrix.io là nó có trên hệ sinh thái của Bi các bạn. Nó là chiến thắng trong cuộc thi hackathon đó các bạn. Các bạn có thể xem trong cái Bi browser, sau đó các bạn đi vào Brainstorm các bạn lướt, các bạn sẽ thấy được chữ Bitrix. Và cái Bitrix này là .io nha. .io nè. .io nhỏ xíu cái này nè, thấy chưa? Đó là thật. Còn cái Rio giả nè. Là nó .org các bạn nè, các bạn để ý nè. Thấy cái đồ .org không? Cái trang này nó không có nằm trong cái chương trình là thi hackathon đâu nha. Cho nên là các bạn phải lưu ý. Đây nè. Anh em chú ý, Bitrix có trong danh sách thắng cuộc hackathon của B-Network. Nhưng hàng thật là .io, còn hàng fake do anh Vi Cá làm đại sứ. Anh em chú ý để tránh kiếm củi 3 năm rồi bị thằng khác đốt mất nhé. Có nghĩa là bị mất á, các bạn phải xem kỹ cái này nha. Đó thì các bạn lưu ý, thì đây mà mình cập nhật ha. Rồi. Thì hôm nay mình hơi bị khan tiếng đó các bạn, nói nó hơi đuối.
Cho nên là các bạn hãy cố gắng là cho vào cái nhóm này giúp mình nha, cho vào cái kênh này giúp mình. Cái đường link mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Và mình sẽ cố gắng cập nhật hàng ngày cho các bạn rất là nhiều thông tin thú vị và hay các bạn. Mình sẽ dồn lại một chỗ những thông tin mà mình cảm thấy là tốt nhất, ưu việt nhất ha, hay nhất ha, xứng đáng nhất ha. Mình sẽ để ở trên cái kênh này để các bạn theo dõi nha. Mình nghĩ là bây giờ các bạn lướt lung tung ở trên Facebook các bạn khó tìm lắm. Bây giờ mình sẽ lướt cho các bạn, mình tìm sẵn rồi mình để vào đây ha. Để cho các bạn theo dõi cho nó dễ nha. Không chỉ riêng về Bi các bạn, mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin về các dự án khác nó hay hơn cho năm 2023 này mình cũng post đây. Thì các bạn theo dõi để các bạn làm theo nha. Mình nghĩ làm như vậy là các bạn dễ nhất và đỡ tốn thời gian nhất. Ha, còn các bạn chơi các bạn không chơi vào thì thua, mình bó tay. Thì lúc này các bạn cũng lướt, các bạn kiếm mà các bạn kiếm tùm lum hết không ra. Không ra rồi các bạn bỏ, mà các bạn bỏ cuộc các bạn đổ lỗi cho người khác, không được. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu rằng mình cũng đã lâu lắm rồi mình mới suy nghĩ ra cái cách này cho nó dễ nhất nè. Ha. Đó các bạn, còn ngoài ra các bạn có thể xem thông tin khác, ví dụ như các bạn chưa làm cái dự án, ví dụ như các bạn có thể theo dõi cái ông CZ nè, ông Chen Bân Trao nè, giám đốc điều hành của Binance nè. Ông này ông nói là tôi nghĩ rằng hầu hết các chính phủ hiện nay đều hiểu rằng việc áp dụng tiền điện tử cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Tốt hơn là nên điều chỉnh ngành thay vì cố gắng chống lại nó. Đó. Đó, mình đã tìm những cái hay mình post đây. Hoặc là những cái lưu ý về cái dự án khác như là con mèo Kesta ha. Hoặc là những cái video khác. Ha, mình không kịp post lên thì mình làm video các bạn. Đó, hoặc là những cái dự án khác nè. Đó các bạn lướt xem thì các bạn có thể xem về cái Tesla Mobile nè, Bi nè, Model Bi nè. Ha, rất là nhiều thứ nha. Đó, mình lướt mình thấy cái gì hay nhất, hữu ích nhất thì mình sẽ up lên đây cho các bạn nha. Và kênh này đặc biệt không chat được các bạn nha, chỉ có mình đăng ngoài được thôi, không có chat được, bởi nó là một cái kênh chứ không phải là một cái nhóm. Các bạn phải hiểu điều này. Rồi. Bởi vì mình đang có mong muốn là phát triển cái kênh này lên, cho nên là mình sẽ đăng bài liên tục trên cái kênh này nhiều lắm các bạn nha. Để cho sau này á, từ đây á, thật ra là từ khi mà bắt đầu cai xe cho đến khi mainnet mở các bạn, nó mới có nhiều việc hay ha. Còn lúc đầu chúng ta chỉ khởi đầu thôi, chưa có sao đã cả đâu. Từ đây trở về sau này bắt đầu mới hay, sẽ có nhiều thông tin thú vị cho các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì sẽ có rất là nhiều những cái doanh nghiệp, những cái cá mập, cá voi rồi đó các bạn, nói chung là những nhà đầu tư lớn họ sẽ nhảy vào Bi. Cho nên là lúc này cập nhật mới sướng. Đó. Đó thì mình nói cái tương lai là như vậy. Cho nên là các bạn mà nếu mà theo dõi mình thì làm ơn hãy đăng ký cái kênh này nha. Rồi, nếu các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bạn nào chưa đăng ký Bi thì hãy vào mô tả video đăng ký các bạn. Mã thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình nha. Và trong bình luận đầu tiên cũng có luôn các bạn ha, các bạn theo dõi, các bạn làm theo là được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn các bạn lại video sau.